Từ nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về những điều cần thiết khi phê bình và khiển trách. Các em thân mến, sau đây sẽ là gợi ý để trả lời câu hỏi viết đoạn văn 200 chữ. Về hình thức của bài làm, các em viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, nhưng như vậy không có nghĩa là đúng và đủ 200 chữ. Em nên viết từ 2/3 đến một trang giấy thi là chấp nhận được. Không viết quá ngắn sẽ sơ sài, khó bàn luận thấu đáo vấn đề. Cũng không được hơn một trang giấy thi vì vượt quá dung lượng cho phép, và như thế có nghĩa em sẽ bị trừ điểm. Em có thể viết đoạn văn theo cấu trúc diễn dịch với câu chủ đề ở đầu đoạn văn, hoặc đoạn quy nạp với câu chủ đề ở cuối đoạn văn, hay đoạn song hành không cần có câu chủ đề. Tuy nhiên, để bài làm thấu đáo, trọn vẹn thì thầy khuyên em nên viết đoạn văn theo cấu trúc tổng phân hợp, có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn văn. Cùng với đó, em sử dụng thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận để bàn bạc vấn đề. Về nội dung đoạn văn, em đưa ra ý kiến bàn luận về vấn đề khiển trách và phê bình. Tuy vậy, chúng ta không bàn luận một cách toàn diện, chung chung, mà chỉ hướng đến một khía cạnh, đó là những điều cần thiết khi phê bình và khiển trách. Hay nói cách khác, các em đưa ra những điều chúng ta nên làm khi đưa ra lời phê bình khiển trách để nó thực sự có giá trị và đồng thời không làm tổn hại đến đối phương cũng như chính bản thân mình. Thầy gợi ý các em làm bài như sau. Trước hết là phần mở đoạn, chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận. Em có thể nêu trực tiếp vấn đề hoặc dẫn dắt gián tiếp. Dù cách nào cũng cần ngắn gọn, tự nhiên và chân thành. Thầy gợi ý hai cách mở đoạn như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ mở đoạn trực tiếp. Chúng ta sẽ đi luôn vào giới thiệu vấn đề mà đề bài yêu cầu. Từ đoạn trích văn bản của John Maxwell đã định hướng cho cá nhân tôi bài học kinh nghiệm đắt giá, đặc biệt là nhắc nhở tôi ý thức về những điều nên làm khi đưa ra những lời phê bình khiển trách. Cách 2, chúng ta sẽ mở đoạn gián tiếp, bắt đầu bằng dẫn dắt, sau đó chúng ta sẽ nêu vấn đề mà đề bài yêu cầu chúng ta làm sáng tỏ. Con người vốn có bản chất kiêu hãnh tự nhiên, vì vậy việc nói thẳng ra rằng ai đó là khiếm khuyết, hạn chế quả thực là một sai lầm lớn. Vì vậy ta cần cân nhắc thật kỹ về những điều nên làm trước khi đưa ra lời phê bình khiển trách một ai đó. Chúng ta sang phần thân đoạn. Các em có thể đi luôn vào vấn đề khi đưa ra những điều cần thiết khi nhận xét phê bình. Nhưng theo thầy, để thuyết phục hơn, em nên giải thích khái niệm, sau đó mới đưa ra những điều mà bản thân em thấy nên thực hiện khi phê bình khiển trách một ai đó. Thầy gợi ý như sau. Em có thể triển khai phần thân đoạn thành 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất, chúng ta sẽ giải thích khái niệm phê bình khiển trách là gì. Em nên viết ngắn gọn từ 1 đến 3 dòng. Phê bình khiển trách là đưa ra những lời nhận xét, đánh giá, ưu khuyết điểm, có thể nhẹ nhàng, thậm chí là nghiêm khắc với sai sót, khuyết điểm của người khác. Ý thứ hai, đây chính là ý chính của bài viết. Em trình bày những điều nên làm khi đưa ra lời phê bình khiển trách cùng với lý giải thật ngắn gọn, lý do vì sao em lại đưa ra giải pháp ấy để tăng sức thuyết phục cho bài viết. Ví dụ, phê bình khiển trách là một nghệ thuật. Dù xuất phát từ sự chân thành với mong muốn chỉ ra cái sai lầm, hạn chế của người khác cũng cần phải có phương pháp. Nếu không, lời phê bình khiển trách của anh sẽ vô dụng, thậm chí là phản tác dụng. Theo tôi, khi phê bình khiển trách một ai đó, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá, thậm chí là khen ngợi những việc đã làm được. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực mà họ đã đạt được để không mang lại cảm giác bị chối bỏ công sức hay sự coi thường. Nó như là một liều thuốc gây mê của bác sĩ trước khi bắt đầu một thủ thuật nhỏ hay một ca mổ đau đớn. Cũng cần phê bình hay khiển trách một ai đó khi mắc lỗi bằng lời nói nhẹ nhàng, đầy thiện chí để không mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương. Như cổ nhân đã từng căn dặn, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Để thuyết phục hơn, cũng có thể bạn nên tạo sự gần gũi, tin cậy bằng cách thừa nhận những khuyết điểm của bản thân mình trước đây khi đưa ra những lời khuyên, lời phê bình khiển trách của hiện tại. Như vậy, sẽ mang đến mối đồng cảm của những con người đã từng vấp sai lầm, khuyết điểm trước khi hoàn thiện bản thân của họ. Và em có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nữa, nhưng chú ý dung lượng của bài làm. Đồng thời, các em tránh việc liệt kê giải pháp mà không có sự lý giải nào. Bài làm của em sẽ không có sự sâu sắc và khó để thuyết phục người đọc, người nghe. Ý thứ ba, em đưa dẫn chứng minh họa để thuyết phục hơn về những giải pháp em vừa trình bày là hoàn toàn có căn cứ xác đáng, chứ không hề chủ quan. Đồng thời, phản biện để nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Em nhớ viết ý thứ ba thật ngắn gọn, khoảng 3-4 dòng. Thầy gợi ý các em viết ý 3 như sau. Trước hết, chúng ta sẽ đưa dẫn chứng. Nếu không có lời động viên khéo léo của người mẹ vĩ đại rằng con là một thiên tài, trước sự kỳ thị, ngốc nghếch, gàn dở, chắc chắn nhân loại sẽ mất đi một nhà phát minh vĩ đại mang tên Edison. Mở rộng phản biện. Nhưng bạn cũng nhớ, cuộc sống này quả thực phong phú và kỳ diệu vô cùng. Đôi khi sự thẳng thắn, gay gắt khi đưa ra lời phê bình, khiển trách cũng là sự thức tỉnh mạnh mẽ với ai đó mắc sai lầm. Kết đoạn. Các em khẳng định lại vấn đề bàn luận ngắn gọn từ 1 đến 2 dòng. Thầy gợi ý như sau. Bạn thấy đấy, lựa chọn cách phê bình, khiển trách như thế nào cũng là một nghệ thuật giao tiếp. Nó có hiệu quả hay không tùy thuộc vào sự thông minh, khéo léo và hiểu biết của chính bản thân bạn.